Đây là cái đôi giày bằng mo cau độc lạ nhất Việt Nam, độc bản. Toàn bộ các vật liệu làm đôi giày này đều từ mo cau. Ví dụ như đây là cái mặt trên của đôi giày bằng mo cau. Ở trong bằng mo cau. Đế giày bằng mo cau. Và đôi giày này ở Việt Nam chỉ có một đôi duy nhất, đó là vô giá, bán bao nhiêu cũng không có. Đây là đôi giày bằng mo cau duy nhất tại Việt Nam, độc lạ nhất Việt Nam. Chào các bạn, hôm nay chúng mình đang chiêm ngưỡng một đôi giày bằng mo cau. Okay. Đây là đôi giày bằng mo cau độc nhất Việt Nam, độc bản. Đó, rồi. Bây giờ em có thể lên thung lan các bạn, thung lan luôn. Đó. Rồi. Xin chào mọi người, đây là đôi giày bằng mo cau nha. Đó. Mo cau tự nhiên này. Những cái chi tiết này là gọi là mo cau. Cả cảnh luôn, chấm vô cho nó rõ lên em. Đó, ok. Đây là đôi giày bằng mo cau độc lạ nhất Việt Nam, độc bản. Cho em xem cái đế, cho em xin cái đế lên xem như thế nào. Đế là gì anh? Đế này là chất liệu khác, không phải là mo cau. Hả? Cái này là cái gì? À, cái này cũng là mo cau luôn. Mo cau. Nhìn lâu không? Thưa mọi người, đây là cái đôi giày làm bằng mo cau duy nhất tại Việt Nam, độc bản của thế giới. Đây nè, từ những cái mo cau người ta đã sản xuất ở đôi giày, bề mặt trên nè, đế giày làm bằng mo cau. Rồi, ở phía trong. Mo cau luôn, thử đi. Rồi, đi. Đó. Không khác gì một đôi giày bình thường. Đó. Và đây là làm từ mo cau tự nhiên, đôi giày làm bằng mo cau tự nhiên, đi rất là êm ái, rất là thân thiện môi trường và độc lạ trên thế giới luôn. Ok, cậu xuống đi, lấy ra xem thử bên trong như thế nào. Rồi, bên trong này cũng bằng mo cau đó, ok chưa? Đó, toàn bộ bằng mo cau.